Hai cháu kính thưa đảng chính quyền địa phương, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt. Qua quá trình tìm hiểu của hai cháu Sơn và Hương, đến ngày hôm nay đã chín mùi. Gia đình chúng tôi lên đây tổ chức cho các cháu và xin phép họ như rằng gái và các cụ, các ông, các bà cho chúng cháu, cho chúng tôi được đón cháu về làm dâu của gia đình chúng tôi và làm con rể của gia đình, con dâu của gia đình chúng tôi và con dâu của dòng họ chúng tôi. Rất mong sự giúp đỡ của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương, cô dì chú bác cùng ngày vui của các cháu ngày hôm nay được trọn vẹn. Xin cảm ơn tất cả các quý khách. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của bác rất nhiều. Bác đã không quên gửi lời cảm ơn tới các cụ, các ông bà của gia đình nhà gái chúng ta đã đón tiếp rất nhiệt tình phái đoàn nhà trai. Thật đúng là trao nhau công nghĩa câu tình, trao con trao cháu thấm tình thông gia, cây trời mong sớm nở hoa, cuối năm có cháu cả nhà đều vui. Và tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu lời đáp từ của bác đại diện họ nhà gái. Tôi xin thay mặt họ nhà gái kính thưa các kính thưa ban hai họ nhà trai và nhà gái, kính thưa ban tổ chức, kính thưa chính quyền địa phương. Đây là trong qua quá trình thời gian hai cháu đã tìm hiểu thì đã một lòng đến với nhau, nên là được sự nhất trí của hai gia đình, nên là hôm nay cũng chọn được ngày lành tháng tốt, nên là hai gia đình tổ chức cho hai cháu, nên là tổ chức cho hai cháu, nên là đến và cơ quan đoàn thể và các lãnh đạo đơn vị của hai cháu cũng đã tổ chức cho chọn được ngày lành tháng tốt rồi tổ chức cho hai cháu. Thế là tôi xin thay mặt gia đình rồi cảm ơn họ nhà trai và ban tổ chức đứng ra tổ chức cho hai cháu trai đã đến rất đông đủ để đón cô dâu Lan Hương trở về phòng cưới linh nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ. Và bác còn dặn bạn Lan Hương và Ngọc Sơn rằng hạnh phúc hai con một chức quyền, trồng hoa vợ thuận trọn bách niên, xứng đáng dâu hiền chàng dễ thảo, đẹp lòng mẹ cha tiếng thơm bay. Vâng, kính thưa toàn thể các cụ, các bác, bà, cô dì, chú bác, anh chị kính mến, và ngày hôm nay khi người con gái của mình, cô dâu Lan Hương đi lấy chồng thì ông bà cũng như cô dì chú bác cũng có những món quà nhỏ để tặng cháu của mình trong ngày cưới ngày hôm nay. Và phần quà đầu tiên xin được trân trọng kính mời bà ngoại của cô dâu Lan Hương cùng lên sân khấu có món quà nhỏ tặng hai cháu mình trong ngày cưới ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời bà. Bà. Vâng, xin mời cô dâu chúng ta. Bà, mời bà. Bà lên. Bà lên. Lên chào. Ok. Bà lên chào cho cháu. Quay camera chụp ảnh. Vâng à. Đây là món quà của bà. Bà đã dành dụm từ rất lâu rồi và ngày hôm nay khi người cháu thân yêu của mình đi xây dựng gia đình thì bà gửi tặng tới hai bạn. Vâng, xin được thay mặt hai bạn xin cảm ơn bà rất nhiều. Và xin mời quý vị hãy dành cho bà ngoại một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn bà rất nhiều. Và phần quà tiếp theo là phần quà của bố mẹ cô dâu. Vâng, và ngày hôm nay khi người con gái thân yêu của mình đi xây dựng gia đình riêng thì ông bà cũng có một món quà nhỏ để tặng hai con mình. Vâng, xin mời ông bà cùng lên sân khấu ạ. Vâng, và phần quà này mẹ cũng đã dành dụm từ rất lâu rồi. Và ngày hôm nay khi người con gái cháy dần của mình đi xây dựng gia đình, đây là một món quà nhỏ thôi nhưng mà về ý nghĩa tinh thần thì vô cùng lớn lao. Và thay mặt hai bạn Ngọc Sơn và Lan Hương xin hứa với bố mẹ rằng chúng con sẽ vun đắp cây chồi hạnh phúc mãi mãi xanh tươi. Và một lần nữa xin mời quý vị dành cho ông bà một tràng pháo tay thật lớn. Bà
lớn rồi, các cháu lớn trưởng thành, có gia đình là... Vâng ạ, xin được cảm ơn bố mẹ của cô dâu rất nhiều. Và phần quà tiếp theo, xin mời phần quà của bác Lịch. Xin mời bác Lịch lên sân khấu tặng bạn An Hương món quà nhỏ trong ngày cưới ngày hôm nay. Vâng ạ, ngày hôm nay khi người cháu gái của mình đi xây dựng gia đình riêng, bác Lịch cũng có một món quà nhỏ để tặng hai cháu của mình. Vâng ạ, xin được thay mặt hai bạn xin cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, và phần quà tiếp theo xin được mời. Tất cả nhìn về ống kính nhá, tất cả nhìn về ống kính nhá. Tất cả nhìn lên nhá, 1, 2. Rồi. Xin mời tập thể quý vị nhanh chóng nhé, chỉ còn rất ít thời gian. Rồi, đồng chí Văn Pháo về thì nhận lúc của tôi rồi. Hôn như thế này chỉ có hôn mặt trẻ con hôn nhau cho bạn có mặt đấy nhé. Tình yêu là phải hôn môi cho sợ, phải 1, 2 nha. Thôi kìa hôn nào. Hôn chờ, hôn chờ các anh. Như thế này mà chú ơi chú, nếu như thời tiết không mưa báo ấy, thì cháu cưới vợ từ năm ngoái năm kia. Nhưng không ở đâu, không được đâu cháu ạ, cháu không ở. Thank you.